Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sim Vlog. Và ngày hôm nay thì mình này và sau thời gian thì series vlog sẽ series review đã quay trở lại. Tuy nhiên series review này sẽ không review thường xuyên như trước nữa. Lần này mình sẽ có quy luật là cứ mỗi tháng mình sẽ quay rất là ít video, hết video review mỗi tháng chỉ một lần thôi, chứ không nhiều quá hơn hai lần. Vì thế là để tiết kiệm thời gian, hôm nay mình sẽ review thẳng luôn luôn cái máy này. Thì cái máy này á, ba mình mua tới 10 cái, và vì không có đủ, vì mình không thể lấy hết 10 cái nên mình sẽ chọn một cái để mình review với bạn. Đây đây này, bây giờ chúng ta sẽ vào thẳng luôn nha. Đây thì về mặt đóng hộp thì cái hộp này nó không được cứ nguyên dạng như thế này, bởi vì trong quá trình di chuyển mình vận chuyển thì nó ngân đã bị móc méo méo, cho nên nó không có được chuẩn như cái hộp dưới kia. Bây giờ mình sẽ mở hộp luôn các bạn coi nha, unbox đây này, review với unbox luôn, không cũng review cũng nhanh. Đây đây là cái máy nha các bạn. Xét về tổng sơ máy thì đây chính là cái máy ngân xông hơi mà mình đang nói đó, các bạn thấy xung quanh 360 độ đó. Thì cái máy này chính là máy xông hơi mini này, nó là thiết kế rất là nhỏ nhỏ gọn như thế này, và nó tới 3 màu. Tuy nhiên trong cái lúc nhau thì mình thì không có màu hai màu kia nên mua toàn một màu duy nhất thôi. Và ở đây các bạn sẽ thấy nó sẽ không hoạt động được. Nếu các bạn muốn nó hoạt động á thì các bạn phải dùng cái cổng sạc được tặng kèm như thế này gắn vào để mà nó có thể hoạt động được. Tuy nhiên nếu các bạn muốn chấp thì không biết mình cắm vô lại thì nó không có biết gì không nữa, nó thôi mà bỏ qua luôn. Đây bên trong rất trống, còn đây là bộ phận của nó. Nó đây là nơi để mà nó để mà hơi được bay lên, đây là chỗ của nó, đây là chỗ khí của nó nè. Mà bên trong cũng hết gì muốn nói luôn á, bởi vì review nhanh mà cho nên mình sẽ làm rất là nhanh. Tuy nhiên vì không có thời gian để mà quay thử cho nên mình chỉ review nhanh cho các bạn thôi, chứ mình không thể trải nghiệm thử được. À mà bên trong còn có hướng dẫn sử dụng mà toàn tiếng Trung không à, mà cũng hết nó hơn, nó hơn là có một phiên bản tiếng Anh ngoài sao nữa đó. Đấy, phiên bản tiếng Anh nó sẽ rất dễ hiểu hơn cái mặt sau. Mặt sau nó là Trung Quốc không à. Đây. Và video đến đây cũng phải kết thúc sớm rồi. Các bạn biết tại sao mình phải kết thúc sớm không? Bởi vì nếu mà mình kết thúc bởi vì nếu mà mình quay không, bởi vì mình không còn đủ thời gian để mà quay cho các bạn nữa, cho nên mình chỉ quay được tới đây thôi. Nếu các bạn muốn muốn mình review coi cái máy này hoạt động như thế nào thì các bạn hãy chờ tháng sau nha, bởi vì tháng này mình quay chỉ một clip duy nhất thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nếu các bạn thích thì nhớ like, share và subscribe để mà sắp tới mình sẽ làm nhiều video nữa. Còn bây giờ hết clip rồi.